Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, sáng nay Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với tập đoàn Pasuna Nhật Bản. Tập đoàn Pasuna là tập đoàn nhân sự tổng hợp lớn nằm trong top 3 tại Nhật Bản, được thành lập vào năm 1976 bởi chủ tịch Yasuyuki Nambu có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Tại Việt Nam, Pasuna Tech Việt Nam được thành lập hơn 16 năm với 3 văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng dự án IT Lab của tập đoàn Pasuna tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực IT, kết nối và hỗ trợ thiết lập các chương trình đào tạo kỹ sư liên kết với các trường đại học, đưa kỹ sư sang Nhật Bản làm việc theo các chương trình kỹ sư chất lượng cao và hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mạng Digital Transformation DX. Dự kiến dự án sẽ được triển khai hoạt động vào tháng 6 năm 2023 với quy mô lao động 100 người trong năm 2023 và mở rộng lên đến 500 người vào năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao nỗ lực của tập đoàn trong đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đồng thời ủng hộ kế hoạch đầu tư IT Lab cũng như các dự án khác của tập đoàn tại Đà Nẵng. Thành phố cam kết sẽ hỗ trợ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đầu tư thành công tại Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong công tác xúc tiến đầu tư để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân thành phố vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư sáng cùng ngày trưởng ban ba quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng vũ quang hùng và phó giám đốc phụ trách sở y tế trần thanh thủy cũng đã làm việc với tập đoàn Al-Presa tìm hiểu về lĩnh vực y học tái tạo hỗ trợ phương pháp điều trị mới đoàn đã giới thiệu về môi trường và những chính sách ưu đãi và hy vọng tập đoàn nghiên cứu khảo sát đầu tư vào khu công nghệ cao đà nẵng thành phố đà nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập đoàn đầu tư kinh doanh hiệu quả